Ôi ôi ôi, quay lúa. Quả kim. Sida. Sida. Ôi giời ơi. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả GCTL. Video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tựa game Diablo 4. Nhưng mà đó không phải là phiên bản của Blizzard, mà là phiên bản của Reflection Network, một phiên bản hoàn toàn miễn phí mà các bạn có thể tải và chơi được ngay bây giờ. Thì để chơi được phiên bản này, đầu tiên các bạn sẽ phải đăng ký một cái tài khoản trên Reflection Network. Cái trang này mình để dưới phần mô tả video nhé, mọi người cứ bấm vào. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành đó là đăng ký tài khoản này. Tiếp theo là các bạn sẽ tải cái Reflection Network app về máy tính của các bạn. Thì đăng ký tài khoản thì các bạn tự đăng ký nhá, điền đầy đủ thông tin rồi bấm sign up phát là xong. Cái đó là Reflection Network Launcher app thì các bạn chỉ cần là nó sẽ tự động tải về và các bạn cài đặt nó như bất cứ một cái chương trình nào mà các bạn đang cài đặt thôi. Sau khi bạn đã cài đặt và đăng ký xong thì chúng ta sẽ mở Reflection Network lên nhá. Và đây chính là giao diện của Reflection Network. Reflection Network hiện tại giúp chúng ta có thể chơi được tựa game D3 và cả D4 nữa luôn. Thì việc tiếp theo bây giờ các bạn cần làm đó là các bạn phải sở hữu một cái file game D4 dạng Steam Client. Cái file game này mình đã để sẵn ở bên kho game PC rồi, các bạn chỉ cần sang đó và bê về thôi. Thì link vẫn là rất quen thuộc ngay dưới phần mô tả video nha mọi người. Sau khi đã có mọi thứ rồi, chúng ta sẽ bấm vào phần Set Already Installed Game ở đây và các bạn chọn tới vị trí lưu D4 trong máy tính của các bạn. Đây chính là cái file D4 của mình nhá. Thì các bạn hãy bấm vào cái file D4 này, sau đó bấm Open. Và các bạn bấm vào đây, và các bạn bấm Open một lần nữa. Thì nó sẽ tiến hành checking cái file của chúng ta. Các bạn đừng lo nhá, đây là quá trình check lại xem cái file game của chúng ta nó có bị thiếu cái gì không. Thì lúc đó Reflection Network sẽ tự động tải nốt những cái phần còn lại. Thì chưa, quá trình này nhanh hơn là quá trình download rất nhiều nhá. Và một lời khuyên nhỏ nhỏ cho các bạn đó là tuyệt đối không download game trên Reflection Network nhá, bởi vì tốc độ cực kỳ chậm. Vì vậy nếu muốn lấy file game thì mình nhắc lại đó là hãy qua kho game PC và bê file game về. Ok chưa nào? Và sau khi mọi thứ đã hoàn thành thì bây giờ chúng ta sẽ bấm một nút play để mở game lên nhé. Phiên bản hiện tại của Diablo Reflection Network nó sẽ ngang với cả phiên bản của Blizzard mọi người. Và ở đây thì chúng ta sẽ chọn class và tạo một nhân vật để chơi Diablo 4 phiên bản Reflection Network. Mình sẽ tạo nhanh một nhân vật nhá. Và như các bạn thấy thì đó là Necromancer, tử linh sư đấy. Cái class này chơi thì sẽ được triệu hồi quái vật, nói chung là đánh khá là sướng. Và ở đây thì có lẽ mình sẽ chọn chế độ chơi dễ nhất thôi nhá, chỉ là trải nghiệm linh tinh cho các bạn xem thôi. Và đây, chào mừng các bạn tới với cả Diablo 4. Về tựa game này thì có lẽ mình sẽ không cần phải giới thiệu nhiều nữa đúng không nào. Đây là một huyền thoại của thể loại Dark Fantasy, rồi là Single Player, rồi là Open World, rồi là Hack and Slash, đủ kiểu đúng không nào. Ở đây thì mình sẽ cho các bạn thấy một chút cái gọi là gameplay của Diablo 4 phiên bản Reflection Network. Nó có ok không? À, nhắc nhỏ một chút nhá, đó là các bạn có thể bấm Ctrl R để hiện được FPS với cả ping ra. Nhưng mà có lẽ thì mình sẽ không bật, bởi vì nếu mà nhìn cái ping thì chắc chắn là các bạn sẽ tụt mút rất là nhiều. Ping rất là cao bởi vì chúng ta hiện tại đang leo server nước ngoài để chơi cái Diablo 4 Reflection Network nhá các bạn. Nhưng mà các bạn yên tâm, đây không phải là một tựa game cạnh tranh, đây là một tựa game single player, một tựa game chơi đơn, cho nên là ping nó không phải là một thứ gì đó mà chúng ta cần đáng để tâm. Trừ khi nó quá cao thì thực ra là mình đã biết tới cái Diablo 4 Reflection Network này rất là lâu rồi. Nó ra có thể nó là ngang thời điểm với cả cái phiên bản Blizzard luôn. Nhưng mà tại cái thời điểm đó, cái thời điểm đầu của nó ấy, thì ping nó dao động từ 500 cho đến 1500, cho nên là đó là lý do tại sao mà tận bây giờ mình mới giới thiệu với cả các bạn cái phiên bản Diablo 4 Reflection Network này. Bởi vì hiện tại thì nó đã ổn định rất là nhiều so với cả ban đầu. Ok, bây giờ chúng ta tập trung vào cái phần gameplay của Diablo 4 nhá. Mình đang trong một cái đoạn hầm ngục đầu tiên trong cái phần làm nhiệm vụ chính tuyến của Diablo 4 các bạn ạ. Chém thì khá là đã. Có cái đám đệ này nó phụ cho nên là, và cái đám đệ này cũng chính là nguyên nhân chính mà mình chọn cái class Necromancer chứ các bạn. Cái gì nhỉ? Necromancer đúng rồi. Cái này đọc hơi cấn mồm. Xời, quái gì đông, nhưng mà có vẻ là mình chọn chế độ nó hơi bị dễ quá rồi các bạn ạ. Nếu các bạn chơi thì nhớ chọn cái chế độ HH một tí nhá. Sao cái đám đệ của mình nó mẹo hết rồi. Chiêu hồi lại. Hiện tại thì tối đa lôi được 4 đứa rồi các bạn ạ. Muốn nuôi thêm thì không biết thế nào. Chắc sau này lên là vỡ. Quái nó bị khá là cùi các bạn ạ. Đệ mình đã chém cái quái mình đã ẹo rồi. Dày. Dày xịn. Hay luôn. Cái này nó có một cái bug khá là khó chịu, đó là mỗi lần mình mở cái gì nhỉ? Cái hòm đồ lên là đám đệ của mình lại biến hết. Một quả giáp cũng ngon này. Đáp cái này đi luôn. Đấy, đám đệ lại biến mất rồi. Lại phải triệu hồi lại. Đi tiếp nào.
Hiện tại thì có một skill duy nhất cho nên là cứ xài. Ui, lên level rồi. Có một skill duy nhất cho nên là cứ thế mà xài thôi. Còn lại đám đệ nó lo. Đấy, không gọi được nữa các bạn. Gọi tối đa là 4 đứa thôi. Hòm gì đấy? Khóa rồi à? Không mở được. Đi. À, máu. Ồ. Góc này có gì nữa không nhỉ? Chơi mấy cái thể loại game kiểu đi map như này ấy, thì mình thường là đi hết mọi ngóc ngách, kiếm mọi thứ luôn chứ không để sót cái gì cả. Đó là thói quen khi mình chơi những cái tựa game kiểu như thế này. Đây là đâu đây? Oh. Interact. À, boss các bạn ơi. Boss. Ok. Lượm. Mình chưa thấy mặt boss, boss đã hẹo rồi. Đám lính của mình nó được việc quá. Các bạn nhớ nhá, khi mà chơi thì nhớ chọn cái chế độ gọi là khó khó một chút nhá. Giờ thì đi ra thôi. Chứ đánh như thế này cảm giác nó cũng hơi nhạt. Bây giờ là return to đam hơi yếu nhưng mà đeo đại nữa các bạn ạ. Kiếm với cả khiên rách. Cái này ngon hơn này. Đam to hơn. Đáp cái này đi. Đáp luôn cả cái dây rách kia. Đi. Return to Nevers. Về làng. Nó bị búp rồi. Khiên với cả cái kiếm rồi. Vào làng. Trả nhiệm vụ. Speak with Vani. TBD. Sao là TBD quá thế? Nó bị búp các bạn ạ. Rồi, đoạn này skip nhá. Ở đâu ấy? Slay the Crazy Village. À, quýnh đám dân làng các bạn ạ. Mà sao sát treo liều nghiếu này nhỉ? Lên. Phụ anh nào, lên. Hả? Ba vàng. Bôi mèo vậy. Ủa, vẫn còn nữa à? Slay the Crazy Village. À, còn một đứa ở ngoài này. Yeah. You are the man. Ôi, trời. Nói nhiều quá. Loot the chopper cây from Vani Copper. Vani Copper, ai là Vani Copper? Trong này à? Lấy cái chìa khóa các bạn ạ. Từ chỗ Vani Copper. Vani Copper là ai ở đâu? Vani Copper ngoài chăng? Ui, cửa hai lớp luôn. Bảo mật hai lớp các bạn ạ. Vani, à đây rồi. Chapel cây. Bây giờ sẽ là unlock the chapel door. Mở cửa chapel. Chapel đỏ ở đâu? Lại trong này à? Làm gì có đâu nhỉ? Unlock được chapel đỏ. Chapel đỏ ở đâu? What the hell? Tăng skill đã. Kéo cái này xuống. Yeah. Có skill mới các bạn ạ. Giờ kiếm cái con quái thử. Mà chapel đỏ ở đâu nhỉ? Bản đồ chả thấy hiện cái chấm vàng nữa các bạn ơi. Cái này có lẽ bị búp rồi. Chắc đeo đo. Lại đổi cái này nha. Đổi cái thân trái sang phải. Ok. Mấy cái ô tiếp theo kia các bạn muốn unlock thì nó phải lên level nữa các bạn. Này nhìn này, chả thấy cái điểm vàng đâu cả. Unlock được chapel door. Chapel door ở đâu? Joy killing the village of Nervous but surprise. Cái này nó không hướng dẫn đến chỗ chapel door các bạn. Ở check rồi mà cũng chả thấy điểm vàng ở đâu cả. Lại là bị búp các bạn ơi. Đây, cha dê là mua hàng thôi. Cửa đây à? I cannot do that here. Cửa này không đi vào được các bạn ạ. Hay là quay lại chỗ này à? Chỗ này mình nhớ là ngoài có cái cửa đâu. Ở đây là cái nhà cụt mà. Chapel door. Chapel door. Có mày nhá. Làm gì có đó. Chapel door. Ủa. Sao cái chỗ này chạy qua được mà không có trên bản đồ. What the. À cái nhẫn.
Khó chịu nhờ. Chắc theo đo ở đâu. Cái gì đấy? Cái này đeo thay cái khiên được à? Rốt cuộc thì Chapeau d'Or nó ở đâu? Ôi, thôi được rồi. Không ra thì chúng ta cầu cứu Google. Chapeau d'Or Diablo 4. Loot the cave from village. Chapeau d'Or ở chỗ nào vậy? Đây là lấy chỗ nào đạn này là lấy cây rồi này. Ơ, đoạn này có ông này ông đi bộ ra. Ơ. Ok. À, điểm vàng và đồ các bạn ơi. À, ra ở đây à. Cái game của chúng ta có lẽ bị bốc một đoạn các bạn ạ. Thôi thì chúng ta bí đoạn nào thì các bạn cứ ra YouTube mà tìm nhá. Tìm theo tên nhiệm vụ á. À, nó sẽ ra thôi. Giờ thì mình sẽ chạy xuống cái Chapeau d'Or bên dưới này. Tăng cái này lên đã. Chém đang là mạnh đấy. Thế nhá các bạn, bí nhiệm vụ nào thì cứ lên YouTube tìm nhá. Đây, Chapeau d'Or. Rồi. Cái gì đấy? Interact. Bấm vào. Hả? Đám cưới à? À, đồ họa trông hơi sida thì nếu mà các bạn muốn tăng đồ họa lên thì cứ tăng lên nhá. Chứ mình hiện tại mình đang để mặc định mọi thứ. Cái card đồ họa của mình thì nó cũng khá là cùi, kém 1050 Ti thôi. Các bạn có card xịn hơn thì cứ thế mà tăng lên cho đồ họa nhìn cho nó bớt, cho đẹp. Quái gì đấy? Interact. Shameful. Our father. Ui, thuyết giả, thôi thôi. À đây rồi. Được rồi, đó là chút gameplay của tựa game Diablo 4 nhé. Chúc các bạn tải game thành công cũng như là chơi game vui vẻ. Hãy đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất mà mình chia sẻ. Và đừng quên, Kho Game PC vẫn đang cập nhật game mỗi ngày nhé. Các bạn hãy nhớ ghé qua để tải về những tựa game mà các bạn yêu thích một cách hoàn toàn miễn phí. Được chưa nào, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.